Chào nhà nha. Nay mấy anh em mình tiếp tục đi thăm bẫy gắn nha cả nhà. Chào nhà nghe nha. Nay mấy anh em mình đi thăm cái luồng này sớm quá nha. Mới có 3 đêm 4 đêm nha. Mở nhà cà phê nha. Cà phê gì đây? Phải sữa. Phải sữa. Mở cái nhà làm miếng cà phê nha. Bữa nay thì giới thiệu với cả nhà, bữa nay có fan hâm mộ theo nha cả nhà. Hai chào cả nhà. Hai anh đi thăm bẫy gắn nha. Em ấy cũng có làm kênh nữa cả nhà. Em ấy tên Suốt. Kênh của em ấy là Suốt Vlog nha cả nhà. Cả nhà xem kênh mình thì hãy qua ủng hộ kênh em ấy nha cả nhà ơi. Rồi có giao lưu gì đó thì để lại comment cho em ấy biết đường em ấy trả lại nha cả nhà. Thì ngày mới cho ba anh em mình gọi là chúc đến cả nhà có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha. Cùng nhau vượt qua cái bệnh dịch này nó nguy hiểm quá cả nhà ơi. Thì cái luồng bẫy này cũng 4 ngày đó là. 4 ngày. 3 đêm 4 ngày rồi cả nhà. Thì thôi cũng tới cuối tuần thì thôi đi thăm luôn cả nhà. Để thôi tới tuần sau nữa. Đường này cũng lỡ cỡ. Tới tuần sau nữa tới 10 ngày luôn rồi gắn vô chết hết quá. Mà đường này sao thăm sớm không? Tại gắn mình nhỏ nhiều quá cả nhà. Anh phải đem sớm đó. Thăm sớm cho nó dính cái nhỏ thì nó vô cái bự. Với có gỡ gẹt đầu á. Rồi, để cho em ấy mang giày rồi vô xong xuôi hết rồi mấy anh em mình đi thăm quay cho nhà xem nha. Tới cái bẫy đầu tiên luôn cả nhà. Khu này anh em mình đặt tổng cộng là 6 cái. Hôm rồi là định đi cuốn cái luồng bẫy này đi giao lưu á cả nhà. Rồi cuối cùng một chốt chiếc rồi kia nó chặn lại hết rồi mấy anh em mình quay trở lại đặt lại cả nhà. Cũng còn sớm quá. Mới có 3 ngày, 3-4 ngày vậy. Mà không biết có dính không, không gọi chuyến này ngon lắm cả nhà. Sâu dữ lắm ngay suốt rồi. Bà hổm ngứa muốn tuột quần bữa rồi. Nhóc luôn á chứ không có gì tướng anh. Có nhóc luôn. Nhiều lắm. Tướng anh đi vô đó thăm một cái cả nhà. Ở bên đây mình thấy có tổ ong bên đây nè. Tướng anh hôm rồi thấy cái này nè cả nhà. Ông đang xì lì bên đó. Tổ ong này cũng khá to nha cả nhà. To lắm. Để coi nghiên cứu coi chút xíu coi sao. Có lấy được tổ này không? Dính nè cả nhà, dính gắn này. Để mình vô mình bắt cả nhà. Bến qua phía theo nó nè cả nhà. Ba ha. Ba lại. Con tóc. Rồi. Vậy phải xây cái đồng. Cho suốt bắt này. Cho em bắt không suốt. Có hành hiền khô hả? Cầm mà liền không sao đâu, nó có cắn gì chứ chừng khô à. Hôi hành rồi phải hôi hành. Dính nhì, dính cái đuôi nó xuống, dính đuôi nó rẻ. Rồi, ok, quá đã cả nhà ơi. Quá đã vậy. Nhì xem không có. Nhì. Rồi, mình bỏ lúa vô cái tiếp tục đi thăm cho cả nhà xem nha. Mới dính được con nữa cả nhà. Con này 2 lạng. 2 lạng. Mấy chó ở đây không ghét hơn gì. Sủa nhau trời nhớ đất. Trời ơi, nó lết đất gì đó hả? Chút ngược cái đầu chổng lên đây nè. Ừ, nó vậy đó. Ừ. Con nhỏ cả nhà. Rồi, thôi mình ốp máy chân xíu mình đi thăm tiếp quay cho xem nha. Đó con cái đó cả nhà.
dưới đây nè, xuống nè. Chúng anh nó đè xẹp có 7 luôn á. Hả? Đúng không? Con chuột cho bịch lúa. Ôi. Tiếp tục đây con cái nữa cả nhà. Đây. Trên chút. Đây nè. Đâu rồi. Đó, đúng rồi đó. Nhắc lá chuối nè. Nặng không? Có. Hả? Có. Có không? Không ngựa gì vậy? Không ngựa. Trời ơi, không ngựa. Ngựa. Ảnh bắt con hổ chó ra nghe nè. Mới dính hổ chó nữa. Bỏ đây hỏi bước con chuối khác kìa. Còn nó tơ đó mà hỏi bước con chuối khác, chuối nhấp. Chó này chó con à. Kìa tung kìa. Tung kìa. Kìa ngu kìa. Đủ thứ ngu kìa. Ngu kìa, âm binh đâu. Ra đây. Không chịu ra luôn. Trời ơi, câu vợ. Kẹp nè, kẹp cả tháng nè. Kẹp cả tháng nè. Đâu? Quỷ nhỏ. 4 lạng. Quỷ nhỏ. Chú này tới nước rồi. Thôi mấy này mới video lát nha cả nhà ơi. Chúng anh mới dính được con cả nhà. Mình ba cái không dính con nào chứ. Mười không? Vừa xài. Được. Cứ lấy. Chỗ này hai lần chín hai con ha. Ba con rồi. Ba chiến. Ừ đúng rồi, ba chiến ba con. Chiến thầm, chiến cuốn. Chứ thêm là chiến nào dính. Chiến này nữa. Mà cái gắn không mượn nha. Lứa một nhỏ. Trời trâu. Trẻ trâu. Không được già bò. Vô Hugo rồi coi mới đã. Như cá nha, Hugo. Không chịu gà nữa hả? Đây, không có lì nha. Trời, cái này nó lì. Lì hả cưng? Ồ, nhì á. Đây. Bụng còn trong bóc luôn ta. Con nhì. Vô. Vô. Có lý cả nhà. Cá tiếp theo luôn cả nhà ơi. Trời ơi, im quá ta. Nước ngập không gì tiếng Anh. Hả? Nhẹ luôn hả? Bớt gì không mà dính chưa? Wow.
đó câu chuyện luôn. Đây con cái nha cả nhà ơi. Hốt hàng không tiếng Anh? Hả? Chuột còn luôn. Đây. Gai nha. Thấy không? Có không? Hả? Chùa còn luôn hả? Chùa còn luôn. Mới lượm được con ngựa cả nhà ơi. Ồ, bự hơn con ngựa hồi nãy chút. Rồi, lượm. Lượm. Nhà con anh qua nằm trong tụng thấy mới được bự bự chứ thôi nay phọc quá. Cắn cụp cụp vậy đó. Chuẩn bị cho mượn dạy găng nè. Bỏ găng không? Cắn bỏ găng không á. Chạy. Ồ bự ta. Vậy đó tội luôn. Mày hả cô? Cậy răng mà luôn nè con. Người cái bả. Mẹ. Bự á. Ô trời bị thẹo bị dính bấy nhảy cái chân con nè. Dạ dính nó bỏ hỏm rồi. Cái này chắc bị mấy con ấy nè. Ve cắn. Mấy con ve cắn nè. Cắn sưng phì thịt. Sưng phì thịt cái chân nè. U cục 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 luôn. Cuối cùng, cái cuối cùng là mấy em cuối cùng. À, tính ra được 3 con hành, 2 con ngựa, 5 con cả nhà ơi. Năm con. Tại cái luồng này mới có 4 ngày cả nhà ơi, tính luôn ngày đặt có 4 ngày đó. Ngày đặt tới ngày thăm 4 ngày đó. Hơi sớm. Quá sớm luôn hơi gì. Bởi vì không có dính được nhiều. Nãy anh em mình lội xong đơ cu lơ luôn. Đấy, anh em mình tạm dừng luôn cả nhà ơi. Đập miệng lại, bụng miệng lại. Bỏ xuống bụng miệng lại. Rồi, chào tạm biệt cả nhà con đi. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau cả nhà ơi. Nhớ xem ủng hộ kênh anh mấy anh em mình nha. Rồi mình cũng chào tạm biệt cả nhà luôn nha cả nhà ơi.